xin chào mọi người ạ. Rất được gặp lại mọi người trong livestream ngày hôm nay. Và hôm nay thì DK có một vị khách rất là xinh. Và chị đã từng trải nghiệm cái dịch vụ phun môi tại DK rồi. Và chị đã phun môi được hơn 2 tháng. Chào chị có thể giới thiệu cho mọi người đang theo dõi livestream để biết chị tên là gì, chị đến từ đâu vậy? Vâng ạ, em tên là Hạnh ạ. Em ở 75 Tâm Trinh. À vâng, gần đây ạ. Vâng, thì em theo như em biết ấy, thì là chị đã phun môi tại DK được 2 tháng rồi và ngày hôm nay mình quay lại giọng đúng không ạ? Vâng, em lại kiểm tra màu. À dạ vâng, bây giờ em xin mời ống kính chúng ta có thể quan sát cái tình trạng môi cũ của chị nhé. Tình trạng môi cũ của chị này, phần da môi thì bị nhăn nhiều. Ngoài ra thì viền của mình cũng bị thâm và nhìn tổng thể môi của mình cũng bị thâm này, lòng môi trên thì bị nhạt. Đó, nhưng mà sau khi phun môi xong và đây là sản phẩm môi sau 2 tháng của chị và đây là bây giờ màu môi đã đẩy lên và ổn định rất là nhiều rồi. Nhìn tình trạng môi bây giờ nó rất là khác hoàn toàn so với cái tình trạng cũ. Môi trong hơn, mịn hơn và đặc biệt là những cái khuyết điểm của môi như là môi thâm này, môi nhăn đã hoàn toàn biến mất. Và thay vào đó là một đôi môi rất là xinh, nhìn rất là trong, tươi và mịn màng. Và vì là chị muốn nó màu đậm hơn đúng không ạ? Em muốn màu sáng sắc cam nhiều hơn ấy. À vâng, chị muốn thêm cam. Ngày hôm nay chị muốn thêm cam cho cái đôi môi của mình. Thì chị đã quyết định là đến giọng thêm. Vậy trong cái quá trình phun môi lần trước thì chị thấy thế nào ạ? Chị có thấy đau hay là khó chịu gì không? Em thấy không đau đâu, chịu được. Vì trước khi làm là mình đã được ủ kê trong vòng 30 phút rồi đúng không ạ? Vâng. Vậy sau khi làm môi lần thứ nhất tại DK thì chị có nhận xét, những cảm nhận gì về cái nghề của chuyên gia cũng như cơ sở vật chất tại DK không ạ? Em thấy các bạn làm rất là tốt đấy. Các bạn làm tư vấn và làm cho em rất là cẩn thận, chu đáo, nhiệt tình đó. Dạ vâng, mình có được chăm sóc và tình không ạ? Vâng, các bạn về nhà còn gọi điện cho em là nhiệt tình lắm, dặn dò cẩn thận. Dạ vâng, và nếu như mà có thể mà chấm nhất cả sao phun xong không phải kiêng ăn uống gì. Đúng rồi. Đi lại đi ra ngoài luôn. Dạ vâng, đúng rồi. Thì tại DK thì các chuyên gia thực hiện cho mình những công nghệ vi trạng châu Âu nên là không hề cày sâu đi mạnh, đặc biệt là không để lại sẹo. Đó, nên là mình không cần phải ăn kem bất cứ một thứ gì cả. Vâng, và cảm ơn chia sẻ cái là em thấy làm không có viền đấy, làm không di viền nó nhìn rất là trẻ và nhìn môi mọng hơn, nhìn tự nhiên hơn đúng không ạ? Cảm ơn những chia sẻ của chị rất nhiều. Còn mọi người này, như mọi người muốn sở hữu một đôi môi tự nhiên và xinh đẹp như thế này thì mọi người hãy đừng quên đặt lịch trước qua fanpage hoặc là gọi điện đến số hotline ngay ngày hôm nay nhé mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ạ. Xin chào mọi người.